Em chào tất cả các bác anh chị em đường xa. Hôm nay em giới thiệu con Mixer Max 99 nha. Cái con này là hàng mới. Đây, vỏ nó nè. Em khui em ráp này cho nó nhanh. Con này nhập khẩu China nha. Rồi, em cũng nói sơ qua những con này nó có cái gì trong này để cho các bác biết nha. Rồi, thì con này nó hiện tại nó cho thấy là nó được 1, 2, 3, 4. Có nghĩa là 4, 4 line này là 4 line mono và 56 là loa CT. Ở đây hiện tại là em đang kết nối về âm ly gia đình ha, để nghe loa ở ngoài. Rồi nó cũng giống như những tương tự giống gần giống như cái vàng Mixer F4 Pro đó mà video trước. Thì con này nó cũng có kết nối USB và nó có tất cả những cái hiệu ứng ở trong này thì nó cũng tương đương với con F4. Nó được 16 hiệu ứng. Thì em cũng nói sơ luôn mà cho nó nhanh. Thì hiệu ứng của nó Echo Reverb để mình hát á, thì con này nó được cái số 4 và số 5, hai cái hát được. Còn các bác mà mua về bọc vạch thêm á thì mình tìm hiểu thêm ha. Có nghĩa là mình sẽ vào trong option đó, mình xem có cái nào mình thích thì mình đơn mình chọn. Nhưng mà em thấy số 4, số 5 là hát được ha. Rồi, bây giờ em lấy một cái line mono em nói để dẫn chứng cho tất cả những cái line mono khác còn lại ha. Rồi em lấy line số 1. Thì ở đây nó cho ta cái cổng này là cổng xài chung, là xài được rắc 6 ly ha. Rắc 6 ly và rắc Canon được luôn ha. Rắc Canon. Là cái dạng rắc như thế này. Đó, rắc Canon. Thì xài chung vô một lỗ được luôn ha. 6 ly Canon thì xài được hết. Rồi, thì tiếp theo xuống dưới này nó cho ta nè, cái nút nâu này nè là mình nhấn vào là nó cắt đi 26 dB nha. 26 dB là cái ngưỡng tần suất âm thanh á. Thì nó sẽ nhỏ lại. Những cái trường hợp ngoại trừ những trường hợp mà cái đầu vào nó lớn quá, đầu vào nó lớn quá thì mình mới cắt giảm thôi, còn không bình thường mình đừng cắt, mình cắt nó né, nó giảm tín hiệu xuống nha. Rồi, còn cái nút đỏ cái bên này nó cho ta nè là nó cắt đi 80 Hz. 80 Hz là em lấy ví dụ như những cái micro đó. Ví dụ những cái micro mà ở cái ngưỡng trần nó cao quá, cái micro mà nó xịn sò đó. Thì khi mà mình kết nối ra dàn lớn hoặc âm thanh hoặc những cái loa mà mình cái hơi thở người ta thở ra nghe nó hực đó. Đó. Mà mình muốn mất cái tiếng hực hực, mình không có nghe tiếng hực hực đó thì mình nhấn ha. Mình nhấn cái nút đỏ này cho nó cắt cái hạt 80 xuống là cái hạt trầm thì nó sẽ bớt hực hực đi. Rồi. Giới thiệu xuống luôn. Thì ở đây nó cho ta nút xanh lá cây này là nút gain ha, gain kiểm soát cái ngưỡng đầu vào. Rồi tiếp xuống thì nó cho ta chỉ có hai dãy thôi là hai và low. Hai là mình chỉnh nha chép, low là mình chỉnh bass. Min nó không có ha. Rồi. Tiếp xuống ở đây nó cho ta lúc nâu nữa nó ghi là effect nè. Effect ví dụ như bây giờ em lấy thí dụ em cắm cái micro này vô. Đó, em cắm micro này vô. Rồi. Em bật cái này lên, bật cái micro này lên. Alo. Để thử chút xíu. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó. Đây, thí dụ như bây giờ em nói như thế này, các bác nghe là cái tiếng âm thanh của em là tiếng mộc ha, tiếng chuông effect. Thì khi mình muốn chọn effect ví dụ như thôi em chọn số 4 đi ha. Rồi. Thì đây là nút effect tổng của bên cái bộ hiệu ứng đó. Thì mình muốn có hiệu ứng thay vì những cái nút khác bàn khác thì nó xài nút, nên mình vặn cái này nên nhấn ha. Mình muốn effect thì mình phải nhấn lần. Alo 1 2 3. Các bác nghe không? Âm thanh của hai loa. Alo 1 2 3 4 thì nó sẽ có cái vang. Rồi, ví dụ như mình muốn chọn cái số 5, mình bật cái số 5, mình nhấn nó một cách và nó kích hoạt cái vang thì nó dài hơn. Vang echo delay gì đó nó dài hơn. Mình muốn dài ngắn của cái gì vật mạnh hay yếu thì mình tăng giảm cái thằng này nữa ha. Đó. Được. Em tắt này đi. Đó, đây là nói sơ để cho các bác biết được những cái hệ thống về trên cái bàn này. Thì đó, nó đơn giản thôi, nó chả có cái gì cầu kỳ hết, nó rất đơn giản. Đó, em thí dụ một cái line này rồi ha. Thì bốn cái ba line còn lại mono này nó giống nhau ha. Rồi tiếp theo, line số 5 số 6. Line số 5 số 6 này nó cho ta đây. Ví dụ như mình câu nhạc ở ngoài vào là số 5 nè. Không phải là mình line số 5 số 6 này nó trên một file. Đó, nó trên một kênh thì nó gọi là live CT đó ha. Rồi, cái này thì em cấp nhạc, đây là dây nhạc của máy tính nè. Rồi, dây nhạc máy tính. Đó, em cấp vậy thì giờ nếu mà em mở nhạc máy tính thì nó chạy vào đây. Thì nó chạy vào đây thì mình sẽ tăng cái volume ở đâu. Rồi, ở đây em nói luôn. Cái nút trắng ở trên này, riêng cái ngõ CT này đó, cái bàn này, cái loại bàn này, ngõ CT 56 này, nó không làm những cái nút chỉnh bass chép ở đây. Không có chỉnh bass trầm bổng ở đây, bass chép ở đây. Có nghĩa là nhà sản xuất nó đã cân cho ta cái ngưỡng chuẩn rồi. Khi mình cân cái ngưỡng chuẩn này rồi á, là mình khỏi cần chỉnh. Thì tiếng nhạc vô là nó hay, chép đủ, bass đủ luôn. Đó.
chỉ còn là mình cân, là cân ở cái dưới men đẩy ra thôi đó, men đẩy ra mình cân, hoặc là nếu mình xài cái EQ nữa, mình xuống EQ thì mình cân dưới đó thôi, còn ở đây là nó cân đúng chuẩn rồi, nó đã hay rồi đó. Mình lớn nhỏ thì rằng này ha. Rồi thì trên cái line này á, trên cái line 56 thì nó cũng tương tự giống như cái bàn bên S4 em nói đó, line 1 2, còn line 3 line 4 thì nó có một cái xài chung á, thì cái này đó là line 5 line 6 thì nó xài chung với cái MP3. Nó xài chung cho MP3 là gì? MP3 là thí dụ như mình xài nhạc USB á, đó, cái USB như thế này. Đây em nói ví dụ đây em có USB 2G rồi, em có nhạc không? Em cắm vào đây. Đó, em cắm vào đây. Em cắm cái nhạc vào đây. Rồi. Em cắm vào đây thì nó sẽ máy nó sẽ tự động và nó sẽ chọn nhạc MP3, nó hát tự động cho em luôn. Thì khi nó hát á thì các bác sẽ có cái lựa chọn, nếu mà mình xài cả nhạc trên laptop và nhạc MP3 thì mình phải nhấn cái nút này ha. Đó, mình nhấn nút này để mình chuyển đổi giữa cái nhạc ở ngoài vào hoặc cái nhạc MP3. Thì tùy nha, cái chỗ này sẽ tùy. Nếu mình muốn hát bên này thì mình chọn, thì mình nhấn chọn bên này, còn không hát bên này thì mình nhấn chọn bên này, là cái nút này. Rồi. Vậy là các bác hiểu ha. Rồi, tiếp theo xuống dưới á thì cái này là nút đen này để mình chọn effect để hát như nãy em nói đó. Còn nút kế bên này ở dưới hàng này, nút trắng này là chỉnh tổng của reverb, tổng reverb và delay trong cái bộ hiệu ứng này. Rồi, volume tổng nó là cái này nha. Đó, volume tổng của nó ghi là stereo này, stereo. Rồi, thì cái bên này, đó, cái bên này nó có một cái nút nữa. Nút này là nút phone nha. Nút vặn tăng ngưỡng lớn nhỏ của phone. Thì phone cắm ở đâu? Dạ ở đây. Đó, cắm ở đây. Đây, ví dụ như bây giờ mình xài cái đắt này. Cái đắt chuyển đổi nó ra cái lỗ nhỏ là 3.5 nè. 3 khớp nè, đó. Mình cắm ở đây. Ví dụ các bác muốn nghe tai nghe, mình cắm cái này vào đây, mình cắm tai nghe vào thì mình sẽ vặn volume lớn nhỏ ở đây ha. Rồi ở đây tiện thể em nói luôn, cái video này em cũng làm ngắn gọn thôi để cho nó nhanh. Rồi các bác thí dụ như mà muốn livestream hay thu âm bằng cái iRig mà em có mấy bài trước em hướng dẫn, ở đây em không cần bày nữa, cái iRig là các bác biết rồi ha. Cần thì xem bên cái bài F4 nha, thì em sẽ nói rõ đầy đủ hơn. Thì cái iRig đó, đó thì mình sẽ kết nối, mình cắm vào cái ngõ này xuất ra cái iRig, rồi cái iRig đó mình cắm vào điện thoại mình thu âm và livestream thì nó rất là hay ha. Nó hay thì mình chỉnh ra cái ngưỡng volume ở phone ở đây, mình chỉnh khoảng 12 hoặc 13 giờ là cùng, ngoại trừ cái đầu vào cái tiếng nhạc mà nó mạnh quá thì mình giảm xuống 12, còn không thì yếu quá mình tăng 13. Đừng có tăng lạm dụng nó, tại vì mình lạm dụng nó sẽ vỡ tiếng, thì điện thoại nó sẽ vỡ tiếng. Rồi thế là xong cái phần livestream ha. Livestream nhớ là phải xuất bằng cái file này nha, xuất bằng cái cổng này. À em nói luôn, hướng dẫn cái chỗ này cho các bác dễ, các anh em mà thích livestream. Thí dụ trường hợp mà mình không có loa, trường hợp mình không có loa ở nhà để mà mình nghe, để mình hát, mình livestream, mà mình muốn livestream nó thì mình phải làm sao? Em chỉ các bác, ở trên mạng nó có bán cái dây tai nghe thì chia đôi nha, dây tai nghe chia đôi, thì lúc đó mua cái cộng đó vài chục ngàn thôi, nó khoảng chừng 30k 40k gì đó, tầm đó lâu lại thôi, không nhiều đâu. Thì giờ mình cắm ở đây thì nó sẽ chia ra hai, đúng không ạ? Mình cắm vào cái lỗ này nè, mình vặn volume lên, nó chia ra hai. Một cái thì để mình gắn tai nghe mình nghe để gì? Để kiểm âm cái âm sắc mình hát nó ở cái ngưỡng nào, hay dở, có rè không, có hay không. Rồi thì trên cái dây đó nó chia làm đôi, thì có phải là còn một lỗ lại không? Còn một lỗ lại thì mình cắm qua cái iRig để mình livestream. Vậy là các bác hiểu với em đúng không? Đó. Chứ đừng có xuất cái cổng manhole nha. Đây nè, cái cổng manhole của cái sợi dây cắm bên này nè, đó. Cái cổng manhole này chẳng qua em xuất qua là em xuất vào trong amply để cho hai cái loa ở ngoài này em nghe thôi, chứ còn livestream nó đừng có xuất cái này. Livestream mình xuất cái đường này ra nó hay bị vỡ tiếng lắm. Nếu mà bác nào hay anh em nào mà khá chút xíu á, hiểu ý được cái máy á, mình cân nó, mình cân chỉnh trước khi mình livestream, mình cân chỉnh mình nghe, hoặc là mình quay thử mình xem ở cái ngưỡng nào vừa, cái ngưỡng nào không bị vỡ tiếng thì mình để chuẩn cái ngưỡng đó, hoặc là mình quay mình thu âm hoặc là mình livestream thì là bác đó chuẩn, là mình biết cách khống chế nó. Chứ còn không mà dạng tay ngang mà mới chơi lần đầu không biết đó, háo hức mua về xuất cái cổng này ra vặn maximum lên cho nó lớn, tưởng mình vặn lớn bên kia nghe sướng, không có. Em xin thưa, vặn lớn là bên kia chết, là nó rè loa rít, người ta không muốn nghe, là người ta vô ta chửi đó. Đó rồi thì đó là em chia sẻ vậy. Thành ra là tốt hơn hết thì mình cái cổng manhole này chỉ để xuất tần suất ra cái ngưỡng tín hiệu để cho mình hát bằng cái loa ngoài, mình nghe kiểm âm bằng cái loa ở ngoài thì được, còn mình livestream thì mình nên xuất ở cái cổng phone ha. Ok, bây giờ bắt đầu mới đến cái giai đoạn mà em kết nối vào máy vào quy ghi hình. Rồi em nói luôn là cái máy này á, cái dòng mà mắc 99 này nó cũng hay, nó cũng sẽ có một lát nó sẽ có thu âm bằng cái USB. Ở đây nó cũng cho mình cái cách này tạm gọi là USB PC ha.
Thì cái USB-C này mình thu âm vào máy tính cũng hay, mà mình dùng cái cáp USB-C này để mình quay phim hay là mình livestream là tín hiệu CT nha, tín hiệu CT rất là hay đó. Thì cái dòng này nó cũng có hỗ trợ cho ta cái này rồi. Thì bây giờ em sẽ quay, em kết nối vô và em đưa màn hình sát qua đây để em chia sẻ một cái video này. Cái video này em làm là nó cũng tương tự gần giống như video trước mà cái S4 em nói. Thì trên cái này á, nó có một cái tính năng là thu âm vô cái USB này đó, nó còn một cái siêu nữa, có nghĩa là từ trước đến giờ cái bàn này nó cũng ra hơi lâu rồi. Thì có một số anh em làm video em lướt sơ em coi rồi, hầu như họ bỏ sót, họ không biết cái tính năng thu âm vô cái này. Chứ cái bàn này nó cho phép ta thu âm vô đây rất hay nha, thu âm lại cái âm sắc để mà mình thu âm vô trong cái USB này mình nghe lại. Thành ra bác nào anh em nào ở nhà thích hát karaoke vật vật đó, kiếm cho em mua cái USB khoảng chừng 32 GB, 64 GB gì đó cũng được ha. Tại vì cái file nhạc này nó hát nó thu âm á, là nó thu cho ta ra, nó xuất ra cái đuôi MP3 rồi nhạc nó nén nó hay lắm. Thì mình cắm USB vô thì mình chuyển về tính năng để mình thu âm á, thì thay vì mình thu âm ra máy tính mình thu âm lên điện thoại đúng không, thì bây giờ thu âm vô cái này thì mình nghe lại. Rồi trường hợp, một trường hợp nữa nó cao cấp hơn, bác nào anh em nào khéo chút xíu, giỏi về máy tính chút, đặt cái máy quay đúng không, đặt một cái máy quay cho nó quay đi đó, cho nó quay mình không cần mình lấy âm thanh bên cái điện thoại đó, xong rồi các bác cắm USB vô cho em đúng không ạ. Em nói chậm như thế các bác hiểu kịp ý em đúng không? Cái máy quay mình cứ để quay quay cái người ca đó, cho họ ca gì ca, xong rồi mình lấy cái USB này mình cắm vô đây, mình nhấn cái tính năng cho nó thu âm, thì cái người kia họ ca cái gì đó thì nó sẽ thu âm vô đây, nó thu âm vô đây thành một cái file MP3. Rồi khi ca xong rồi, hai người ba người ca xong rồi, mình mới lấy cái phim đó, cái phim ở bên cái điện thoại quay, mình xuất cái file phim đó bỏ vô trên máy tính, rồi mình lấy cái file nhạc này mình đưa vô máy tính, hai cái mình dùng phần mềm á cho nó chạy, vì cái điện thoại quay ở ngoài cái file đó là nó ồn lắm, nó tạc âm, nó vô ồn, nó không hay. Còn cái tiếng nhạc hay, ai hát hay ở trong cái MP3 mà nó thu âm ở đây nào nó mới hay, lúc đó mình mới chèn vô, mình cho hai chắc nó chạy song song. Em nói như vậy là những bạn nào mà hay bác nào làm dựng phim mà biết rồi đó, nghe đây là hiểu rồi đó. Có nghĩa là mình sẽ xóa cái âm thanh ở bên cái máy quay đi, cái âm thanh ở bên cái máy quay đó là nó quay tạp âm ở ngoài, mình bỏ đi, mình chỉ lấy cái tiếng ca, mình lấy cái hình ảnh thôi, xong rồi mình lấy cái chắc mà thu âm này à, cái chắc thu âm này nó mới hay nè, rồi mình cho nó chạy, với điều kiện mình phải biết canh nha, mình phải biết canh cho đồng bộ, để khi cái người đó hát cái chữ gì cái miệng đó, nó mở ra thì nó đúng với cái âm sắc chạy ra ở bên cái này, là hai cái đồng bộ nhau, rồi mình mới xuất cái file đó ra cho người ta. Rồi cái đó là coi như ca đúng hay luôn. Rồi các bác vậy hiểu ý em ha. Rồi, các bác vậy nghiên cứu đi, hay lắm luôn á. Rồi như vậy là em nói như thế là đầy đủ hết cho bạn, như vậy em kết nối vô điện thoại hướng dẫn cái thu âm này nha, hướng dẫn cái thu âm với cho các bác xem hát hò chơi tí ha. Em chuyển cái camera qua nha. Alo, rồi đây micro này em đã có tiếng rồi nè. Bây giờ em kết nối vào trong cái vấn đề thu âm này ha, để hoặc là livestream, thì để cho các bác nghe rõ rồi em hướng dẫn chi tiết ở trên cái bàn này cho thấy ở cái chỗ này. Rồi bây giờ em nói lại cái chỗ này, thì cái bàn này á, nó sẽ khác bên cái F4 Pro kia. Thì trên những cái live mono này, tại nãy em chưa nói về thì nói luôn, thì ví dụ như live số 1, số 2 ở đây, tại sao nó có cái nút này, cái nút đỏ này, mà live 3, 4 ở giữa hai live này là có nút đỏ này. Rồi em nói luôn, thì thí dụ như mình xài nhạc á, nếu mà mình đi cái cổng CT là 56 thì đây là nó cái ngưỡng CT chuẩn của máy rồi, mình không phải chỉnh đó. Còn cái 34 hoặc là 12, thí dụ như em nói, thí dụ như em cấp 34 đi, rồi em cấp cho 34 đúng không, thì xuống đây á, nếu các bác để cái nút đỏ này cao lên là mình đang nghe chế độ mono nha. Còn mình muốn muốn nghe chế độ CT âm thanh nổi nó hay á, thì mình phải nhấn xuống cho em nha. Đó, mình nhấn xuống thế này thì nó mới ra CT, còn nếu mình để luôn lên là nó mono ha. Ở bên 12 này cũng vậy nha, thì các bác hiểu cái ý của em rồi ha. Đó có nghĩa là mình xài CT thì mình nhấn xuống. Rồi bây giờ vào cái vấn đề còn một cái này nữa là cái cổng OTG mà em nói, cổng USB PC ha, USB PC hoặc là mình đưa về điện thoại mình livestream ra CT, ra âm thanh CT hoặc là mình thu âm gì đó, thì cái ngưỡng này nếu mình cắm cái cổng cáp USB PC thì mình mới vặn nút này ha, vặn nút này để chuyển tải âm thanh nó lớn lên ha, lớn nhỏ bằng nút này. Rồi bây giờ em sẽ nói vấn đề thu âm ở cái này. Đó, thu âm ở cái USB này, thu âm USB này sẽ có một số bạn bè trẻ từng làm cái mixer này đã bỏ sót cái tính năng này. Cái tính năng này trên con mixer này nó có giống như con F4 gì đó, nó cho mình thu âm. Đây, các bác thấy ở trên cái chỗ này nó ghi chữ rec là record đó, ở đây nha. Đó.
Chính cho em mua cái USB khoảng chừng 32 GB hay là 46 GB gì đó. Mình cắm vô thì cái file này nó thu âm cho ta là file MP3 ha. Rồi, em chỉ cho cái cách thu âm ha. Rồi, cắm vô. Đó, cắm vô cho em. Đó. Ví dụ vậy. Rồi, bây giờ thí dụ như em cắm vô thế này đi ha. Đó. Rồi, bây giờ em nói nè, bây giờ khi các bác nhớ giùm cho em ha, cái chữ red nè. Đó, chữ red ha. Mình nhấn giữ chữ red luôn nha. Nhấn nhấn giữ yên cho em nha. Đó. Rồi, nó hiện chữ red nè. Qua. Bắt đầu nó thu âm nè. Đó, nó chạy số luôn các bác thấy rồi đúng không? Đó. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tôi đang thử máy. Cái đoạn này là tôi đang thử thu âm vào trong cái USB và tôi bật cái Echo Reverb lên. Tôi nhấn cái nút Effect để bật cái Reverb lên. Và bên này tôi sẽ vặn cái nút Reverb tổng lên. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 1 2 3 4 5 6. Rồi, tôi tắt cái Reverb đi. Alo. Kính thưa quý đại biểu. Alo, chúng tôi đang thử máy thu âm vào trong cái USB. Rồi, tắt. Rồi, bây giờ ví dụ như các bác tắt, các bác nhấn tiếp cho em một cái. Rồi, bây giờ nó chuyển qua đoạn hát luôn nè. Tôi bật cái Echo Reverb lên. Tôi nhấn À, cái nút em Effect quên, em xin lỗi, để em bật không bật cái cái Reverb lên. Và bên này tôi sẽ vặn cái nút Reverb tổng lên. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. này. Đó, các bác Alo, thấy là cái 1, tiếng nó 2, rõ 3, đúng không? 4, 5, 6. Rồi, tôi tắt cái Reverb đi. Alo, kính thưa quý đại biểu. Đó, alo, chúng tôi Nó đang đang hát thử máy lại, thu âm có nghĩa là vào cái đoạn trong này em cái nó đang USB. hát lại nè. Rồi, tắt. Rồi, em tắt nó về cái chữ Bluetooth là hết rồi. Đó, thì em thử một đoạn để cho các bác thấy là cái thu âm này nó rất lợi hại nha. Thu âm rất hay, đây là em với thu tiếng nói rồi. Còn nếu thu nhạc các bác có mở nhạc ra hát là thu rất là hay ha. Đó, như vậy là các bác hiểu được cái tính năng là thu âm là như thế nào rồi ha.